Quý vị và các bác, các anh em trên mọi miền Tổ quốc thân mến, rất vui mừng khấn khởi khi đã được quay trở lại gặp quý vị và các bác trong chương trình Tết âm thanh giới thiệu hàng bãi. Thưa quý vị và các bác, trước mắt quý vị và các bác em về được một đôi loa đến từ Mỹ, đó là một đôi loa Clip Angel. Em đọc lại model, đó là một đôi loa đến từ Mỹ, đôi loa có tên là Clip Angel. Allen như Allen hay là các cái model như là như vừa rồi em có đôi loa Clip Tanger, đây còn đây là đôi loa Clip Allen. Đôi loa này sử dụng hai cái loa bass 20, bắt điện hết các bác nhá, một loa chắc kèn. Đôi loa này rất nặng, xin nhấn mạnh với quý vị và các bác rằng nó rất nặng. Đấy, rất nặng nha các bác nha, không biết là nặng ở cái gì. Nặng, thứ nhất là đôi loa này sử dụng thùng gỗ nặng, thứ hai nữa là dòng Clip bao giờ sử dụng cái củ loa bát cũng to, to vật vã các bạn. Thật sự mà nói là to, to bằng cái bát luôn các bạn. Cái củ loa nó to lắm, rất to. Và gỗ nặng thì thùng nó được trang bị thùng gỗ nặng dày dặn và được bày bố ma trận ở trong lòng thùng. Đấy, đôi loa này là đôi loa của Mỹ nên là cũng không cần phải giới thiệu. Dòng loa Mỹ thì không biết khi đề trở kháng hay là cũng không mấy khi đề công suất cả. Thưa quý vị và các bác, đôi loa này rất dễ đánh âm đi và đôi loa này giá ở trên thị trường rất là cao. Đấy, rất là cao nhé thưa các bác, xin nhấn mạnh là như vậy. Cách đây gần 2 năm trước người ta đã bán đôi loa này với cái giá là 15 triệu 500 ngàn đồng. Xin nói là như vậy các bác nha. Nếu các bác không tin em nói thì các bác hãy vào Google và đánh đôi loa này ra xem người ta bán giá là bao nhiêu. Sẽ có giá ngay hiển thị cho quý vị và các bác được biết. Đấy là các cái shop audio bán thường những thương hiệu nổi tiếng bán rất là giá rất là cao. Nhưng em bán cho quý vị và các bác đôi loa này với cái giá là 9 triệu 500 ngàn đồng các bác nhá. Đôi loa Clip Allen em bán cho quý vị và các bác với mức giá là 9 triệu 500 ngàn đồng. Bao zin nguyên bản các bác nhá, bao zin nguyên bản, thùng cỏ nó to, cao và sâu, rất nặng, xin nhấn mạnh một câu. Rất nặng, đôi loa này nó còn có cả chân nữa, nhưng mà em vội làm clip nên em không kịp nắp cái chân của nó vào. Mong các bác rất là thông cảm cái chân của nó, tại sao em không nắp. Cái chân của nó là cái chân nhọn, nó chỉ cao có hơn một phân nữa thôi. Nó có cái chân nhọn các bạn, nên là nó để xuống cái lần của nhà em này. Nó sẽ bị bục, cái thảm giải lên nhà này ra. Nhưng mà khi các bác kê ở lần đá hoa thì không việc gì, không hề việc gì các bác nhá. Đó là một đôi loa Clip Allen. Nó đến từ Mỹ. Bây giờ thì mời các bác hãy để cùng em đi đến tham quan đôi loa này, rất là đẹp. Đôi loa này trong tình trạng là chưa lau chùi các bác nha, chưa lau chùi. Cái chiều sâu của thùng nó rơi vào trên 40 chiều sâu. Và chiều cao của em này nó rơi vào tầm 1m1 các bác nha. Rất nặng, có một lỗ thông hơi ở phía sau cùng. Một lỗ thông hơi ở phía sau cùng đây các bác này. Đấy, một lỗ thông hơi bác nghe nó to như cái phích luôn. Úi giời, rất là to nha các bác nha. Đúng là một lỗ thông hơi to như cái phích và nó có chức năng đánh cầu đi dai các bác nhé. Nó chức năng đánh cầu đi dai, rất là tuyệt vời. Em quên cho các bác xem cái thông số model của đôi loa. À, máy lên nét. Bắt đầu một đôi loa Clip, đây là cái thương hiệu model của nó này là loa Clip Allen Inso gì này các bác này. Đấy. Và các bác hãy nhìn mà dòng chữ máy lên USA, rất là tuyệt vời, rất là đẹp đúng không ạ? Tuyệt vời nhá. Một đôi loa không thể chê vào đâu được. Bên ngoài thì có giá rất là cao. Rồi em bán cho các bác với giá là 9 triệu 500 ngàn đồng các bác nhá. Khỏi nghĩ luôn, khỏi bàn. Đôi loa này trong tình trạng cái căng còn nguyên bản. Và cái đôi loa này nó sử dụng cái vật liệu màng thì nói thật với các bác là cái màng này này. Em cũng va vấp vào cái đôi loa này bán nó là lần đầu tiên nên cũng không thể hiểu được cái đôi loa này nó làm bằng chất liệu màng gì các bạn. Theo như em được biết thì cái đôi loa này nó là màng màu vàng trông giống như là màu màng gỗ. Màu gỗ ấy, nhưng không phải, cái đôi loa này nó theo đúng như em nói là em cảm nhận thì đôi loa này nó là chất liệu màng titan. Màng titan các bác nhé, màng titan. Màng titan nó giống như kiểu là rất là bền bỉ cho cái màng bát. Và gân của nó là gân cao su. Gân cao su các bác nhé. Và những cái thương hiệu nổi tiếng thì nó trang bị những cái màng bát thì nhà kỹ sư đưa ra thì các bác cũng khỏi phải nghĩ rồi. Một cái màng bát nó không thể là lỗi thời được các bác nhé. Còn rất là đẹp, trong tình trạng rất là đẹp. Cái chiếc bên này thì nó hơi bị méo méo một tí. Đó. Cái bát của nó hơi méo méo thì cái này có thể lắn, cái này có thể chỉnh được các bác nhé. Cái này có thể chỉnh được.
Em làm xong clip này em sẽ bỏ ra và chỉnh ngay ngắn cho anh nha. Và hàng về các em đưa vào, vội đưa vào là test lên thôi. Còn đâu cái việc chỉnh sửa em sẽ chỉnh sửa sau để cho nó đẹp hơn. Chưa lau chùi đã đẹp, đã quá đẹp rồi. Và em đang phối ghép đôi loa này với lại một chiếc âm đi 7.800 mắc, đôi chiếc âm đi đang sáng đèn, giá là 11.500.000 đồng. Nói về những cái dòng âm đi 7.800 mắc đôi này, nó là thuộc hàng dòng ở bên ngoài người ta bán với giá rất cao, nhưng em bán cho các bác với giá là 11.500.000, em chỉ được có 200-300.000 một chiếc âm đi thôi các bác nhá, không được nãi nhiều. Và bây giờ xin mời các bác hãy cùng em đi đến thẩm âm. Tôi quên đi. Trở lại sân ga đón tàu tối về bờ.